Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh được chấp thuận điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình quản lý. Đây là một trong những nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, trưởng ban chỉ đạo 167. Nội dung thông báo cho biết việc điều chuyển bao gồm nhà đất và tài sản gắn liền trên đất của Bệnh viện Truyền máu Huyết học và chịu trách nhiệm về số liệu, giá trị tài sản để được điều chuyển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng tải vệt bài y ạch những công trình y tế trọng điểm, bệnh viện mòn mỏi chờ điều chuyển, có đề cập Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở quận 5 đối mặt hiện trạng cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, bệnh nhân ngày càng đông trong khi dự án xây mới chưa được triển khai. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cũng đã có văn bản xin tiếp nhận tài sản nhà và đất từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho nhu cầu chăm sóc người bệnh, hạn chế tình trạng quá tải.